Ok, cảm ơn quý vị đã không về làn sóng. Quý vị nhớ những cơ sở thương mại này họ rất là tốt, họ đã giúp cho đài tình nếu mình họ tốt những chuyện khác mình nên tới ủng hộ. Và quý vị nhớ này, u uh, tôi nghe quý vị trong đài ABC, u uh, từ tôi nghe quý vị trong chương trình bác sĩ hữu, họ nói vậy hả? ồ, oh, vậy cảm ơn quý vị nha, tôi sẽ quảng cáo thêm. Đài mình có thêm tiền, mình sẽ giúp được chương trình. Ok. Thì cái này trong cái bệnh hôm nay rất là quan trọng nha à, vị nhớ là cơ thể mình nó nó có những cơ quan giống như những cái nhà máy đó cái thì máy để chế uh, máy để là hít thở để cho nó tốt là máy mà phổi máy thì đem nhiên liệu tới mọi nơi uh, cơ máy tim máy thì uh, lập những chất độc uh, thì có hai máy máy thận với là máy gan <laughs> hôm nay mình nói về cái máy gan nha từ gan là một cơ quan rất là quan trọng vì nó có thể là tất cả quý vị nhớ những thức ăn đó, ăn xuống ruột non rồi đó thì máu hấp thụ nó chạy chạy lên thì đầu tiên phải chạy qua gan à, ở dưới là vô gan thì gan sẽ gan có một cái nhà máy rất rất là tốt thứ nhất nó lập những chất độc ok thứ hai nó tạo thêm những cái chất enzyme để cơ thể có thể tạo thêm mật uh, vân vân để tạo tiêu hóa cho cơ thể thứ ba nó tích tụ những chất bổ nó làm cho thêm đường nó tích tụ trong đây thứ tư nữa là nó thể tích tụ nó làm thêm những cái chất về mà chống làm cho chống là, là đông là máu chảy rồi vitamin nó chế tạo trong gan luôn thì gan như vậy quan trọng quá hả một như mấy này tốt quá nhưng mà nếu mà gan nó bị những cái chấn thương thì lúc đầu những cái chấn thương đó đó thì cái tế bào gan nó sẽ nó chống lại thì nó thể bị hư thì hư một chút thì cũng sao nhưng nếu như cái đó nó bị đuôi lui về tới vì nhiễm trùng hay là bị uống rượu vân vân thì những tế bào gan hư càng nhiều thì hư tới lúc nó kêu là fibrosis làm sơ lại những vết sẹo làm sơ lại và nếu mà nhiều quá thì nó đưa tới vấn đề chai gan ok sơ gan, tức là chai gan thì nó kêu là cirrhosis. Thì mỗi, ở Hoa Kỳ, hàng năm có khoảng, hiện giờ có khoảng 4 triệu người bị chai gan. Ok. Và, một năm nó có thể có 50.000 người chết vì những cái liên hệ này. Và cái số tiền mà, tốn về những, để trị những cái này đó, thì một năm có thể tới 10 tỷ đô la. Rất là nhiều. Ok. Rồi. Như vậy thì mình thấy rằng nếu mà gan là bị tốt thì cũng sao hết, còn nếu mà bị chấn thương là thì nó mà hư, nó bị necrosis rồi nó tái fibrosis và cirrhosis. Thì như vậy mình triệu chứng sao biết? Ok, thì triệu chứng đó, thì lúc đầu thì chưa sao là vì nếu mà khi khi nào mà tế bào gan hư nhiều tới lúc nặng mới biết. Nhưng lúc đó mình thấy mệt. Người bệnh nhân mệt mỏi, da có thể vàng ha mắt có thể vàng lên, người bệnh nhân buồn nôn, hay ói mửa, à, tay chân ngứa ngáy, à, dễ chảy máu là vì những cái vitamin mà để làm lông máu nó bị không chế tạo được nữa à, và tay chân bị nó lập cũng được, tay chân bị phù, ok, sưng tay, sưng chân và nước có thể tích tụ vô ở trong cái bụng thành ascites. Quý vị nhớ mình có bốn câu không? Phong lao cổ trướng cái trướng này là do cái gan và, và nặng hơn nữa thì nó có thể làm cho phù không những là phù chân phù bụng mà phù tay phù mặt luôn ok thì như vậy thì lúc đó thì mình nếu triệu chứng đó thì nặng rồi ok và cái chai gan này khi tới mà chai gan mạnh thì không thể thuốc men không không chữa không reverse được không làm cho gan trở lại mạnh được chỉ là chậm lại chậm cái tiến trình hư gan thôi và mà nếu cách mà chữa ghê gống nữa đó là phải thay gan ok rồi đó mình biết triệu chứng rồi gì thì nguyên nhân tại sao nguyên nhân rất là nhiều nhưng mà cái chính nhất của nó là vì uống rượu à, angolism thì nó uống rượu rượu đồ làm vì rượu phải lập qua gan rồi vì chất axit trong rượu nó làm lâu ngày gan bị hư thứ hai nữa là gan bị nhiễm trùng thì nhiễm trùng mà thông thường nhất mình hay bị ở đây là nhiễm trùng viêm gan b và viêm gan c b and c thì nó làm cho gan bị hư ngoài ra những bệnh khác như những bệnh mà có những cái bệnh mà bị bệnh sinh bẩm sinh hay là autoimmune hay là bị những có sinh ra nó có những chất tích tụ trong gan chất đồng chất kẹo nhiều chất nó làm cho gan bị hư thì cái đó mình không nói tới cũng có hiếm thôi nhưng mà thông thường nhất là do uống rượu và nhiễm trùng. Ok. Thì bây giờ đó mình biết nguyên nhân rồi thì khi mình đi khám bệnh thì bác sĩ sẽ làm thử máu, thử máu coi thì có đường, có mỡ vân vân, coi thử có vi trùng gan không. Ok coi thử cái người này ngửi qua ông này có nhậu dữ không nhiều người vô không bệnh không mới 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 thấy bệnh nhân là biết ông này là là thứ dữ rồi vì mùi hơi rượu mình thấy có nồng nặc rồi ok rồi thì sau khi mình khám làm test xét thì mình có thể làm cái ô uh, uh, ấm siêu để coi cái gan thế nào siêu âm là thấy liền mà nếu mà hay hơn nữa mình CT scan thấy chắc là rõ không những là coi về gan có sơ không coi mật có bị gì không có sợ mật được không thì mà nếu mà cần nữa làm nữa thì làm biopsy chắc những là coi coi thử có bị ung thư gì không ok thành biến thì cái gan rực tại sao một năm năm chục ngàn người chết là vì nhiều, gan nhiều biến chứng ok thì thứ nhất là nó làm cho bị cái bọt tôn hypertension là vì cái sơ gan thành cái mạch máu mà ở dưới từng ruột mà chạy về gan nó bị chặn lại thành nó do đó mình bị phù đó thì nó làm không những bị phù bụng trướng vân vân nước lít ra trong bụng chân uh, tay chân chân vân mà nó làm cho cái spleen bị dối ngược lại thành spleen nó làm cho nó làm có thể làm những cái tích tụ lại những cái làm thiếu máu vân vân và nó nó phun những cái chất uh, platelet nó đậm lại trong đó thành dễ chảy máu vân vân rồi thứ nữa là nó có thể làm cho những chất độc lọc không được ok thành nó chảy lên trên não làm kêu hepatic encephalopathy lúc đấy bệnh nhân mệt, mệt lừ lừ mê man và có thể đưa tới chết ngoài ra gan cũng có thể làm tăng nguy cơ ung thư gan ok là serious đưa tới ung thư rất là dễ với là thứ nữa là khi kiếp mạch máu bị chặn lại thì mình mạch máu này nó phình lên ok thành nó phình lên ở trong như nói hồi nãy portofen là ở cái bụng phình lên những mạch máu ở ngay ở trên cái thực cái thực quản thì nó làm những cái varis bệnh nhân có thể bị xuất huyết ho ra máu khạc ra máu ok và nhiều khi cái xuất huyết này đưa tới nguy hiểm tới tính mạng và cái nữa là vì cái gan lờ đờ lờ đờ nó làm cho chất độc thành mình bệnh nhân có thể suy nghĩ không tốt và buồn bã không hoạt động ủy hoại đưa tới depression trầm cảm thì bây giờ mình biết muốn trị cái này thì mình phải khám bệnh hình kỳ để coi những bệnh mình có gì bệnh hay không đó, đường mở vân vân nó cũng ảnh hưởng rất là nhiều okay. và nếu mà có triệu chứng sống là mình biết liền có bệnh nhân uống rượu mình khuyên đừng uống rượu bệnh nhân bị gan trị bệnh gan và b chẳng hạn uống trùng thuốc nên chích ngừa chẳng hạn vì gan mà yếu thì dễ nhiễm trùng chích ngừa viêm gan b chích ngừa cúm chích ngừa pneumonia ok ăn uống phải khỏe ăn uống nhiều rau cải uống nhiều nước tránh bón vân vân và nhớ là tập thể dục tập thể thao cho con người khỏe và tâm tâm hồn phải mạnh yoga meditation cầu nguyện ok thành mình nhất là quan trọng không phải bỏ rượu ngay lập tức, không nên uống rượu mà mình ngay khi khám định kỳ mình khuyên bệnh nhân không nên uống rượu nhiều, uống appetizer thì được một ly nhỏ một đêm rượu đỏ tiêu hóa tốt, còn không nên nhậu, nhậu là một cái nguy hiểm nhất, không những về gan bệnh bệnh mà có thể về xã hội, quý vị đi xe mà tông, đi UI đó là quý vị sẽ mệt rất là nhiều, ok thì tóm lại một tinh thần minh mẫn trong một thân thể sáng kiện nếu mình biết săn sóc bản thân mình biết săn sóc về tâm linh mình sẽ khỏe tới đây đã hết giờ chúng tôi xin cảm ơn quý vị đã theo dõi và thân chúc quý vị một ngày vui khỏe bên cạnh người thân và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.